Càng gần Tết Nguyên đán, thị trường ô tô Việt càng sôi động do phần đông người dùng muốn có xe để du xuân, chứ không muốn xuống tiền vào tháng riêng tháng 1 âm lịch để hiện thực hóa giấc mơ bốn bánh. Hiện tại, những mẫu xe hát được người Việt săn đón đa phần đều nằm trong trạng thái cháy hàng, đơn cử như VinFast Fadil hay Kia Seltos. Do đó, để có xe chơi Tết, người dùng bắt buộc phải chuyển sang những lựa chọn khác và đây cũng là cơ hội của những mẫu xe vốn có sức cạnh tranh khá yếu trong phân khúc. Tất nhiên để kéo được sự quan tâm của người dùng, nhiều đại lý cũng tích cực tung các ưu đãi lớn cho những mẫu xe kén khách này, trong đó có Honda HR-V thế hệ mới. Không chỉ giảm giá tiền mặt, một số đại lý chính hãng ô tô Honda còn sẵn sàng tặng kèm quà tặng phụ kiện cho người dùng khi mua Honda HR-V. Cụ thể, Honda HR-V 2021 mới hiện đang nhận được khuyến mãi khá sâu tại đại lý, giảm cả tiền mặt lẫn tặng kèm phụ kiện. Mức ưu đãi này sẽ khác nhau tùy theo chính sách riêng của từng đại lý và từng phiên bản. Tham khảo qua thị trường, một đại lý tại Hà Nội đang chào bán Honda HR-V với mức giảm trực tiếp lên tới 90 triệu đồng và cũng tặng kèm gói phụ kiện chính hãng. Honda HR-V hiện đang được phân phối với hai phiên bản là G và L, cùng giá bán lẻ đề xuất tương ứng là 786 triệu và 866 triệu đồng. Mức giá này hiện đang cao nhất phân khúc SUV đô thị cỡ B, do mẫu xe này không được lắp ráp trong nước như các đối thủ khác mà được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đó cũng là lý do chính khiến Honda HR-V khó có khả năng cạnh tranh tại phân khúc SUV đô thị cỡ B. Tuy rằng không bán được nghìn xe mỗi tháng như Hyundai Kona hay Kia Seltos, nhưng Honda HR-V vẫn thường duy trì được sức tiêu thụ khá ổn định vào khoảng 100-200 xe một tháng. Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, trong năm 2020 có tổng cộng 1.712 chiếc Honda HR-V bán ra thị trường.